Hamas đã thả hai mẹ con người Mỹ, là con tin đó. Đây, cái hình đây là hai người con tin Mỹ được những nhóm vũ trang của Hamas trả tự do ngày 20 tháng 10 đây. Được xác định là cư dân của Chicago, đó là bà Teranan và con gái là Sosana Ranan. Hai mẹ con người Mỹ đã được cái cánh vũ trang Hamas trả tự do ngày 20 tháng 10 được xác định là cư dân Chicago. Thủ tướng Netanyahu cho hay hai mẹ con bà Ranan bị Hamas bắt cóc khi họ đang lưu trú tại Kibbutz. Theo anh trai của cái cô mà Ranan này đó là ông Ben đang ở Denver, thì cả hai đã đến thăm thân mẫu của bà để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 của bà. Thì đã bị kẹt ở bên đó. Rất nhiều người quý vị nhớ không? Trong cái chuyến đi thăm bình thường thôi, ai ngờ nó xảy ra cái tấn công của Hamas. Lời kể người anh trai đã được đăng trên báo Denver Post. Hai mẹ con bà Ranan đã được bàn giao cho lực lượng Israel ở biên giới giải Gaza và đang trên đường đi tới điểm hẹn của một căn cứ quân sự miền trung đất nước, nơi mà các thân nhân của gia đình đang đợi họ. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cảm ơn Qatar và Israel vì đã hợp tác trong việc phóng thích hai đứa con tin này. Hamas đã nói là họ bắt giữ khoảng 200 con tin trong cái vụ tàn sát ngày 7 tháng 10, được thực hiện ở giải Gaza nhắm vào các cộng đồng và căn cứ quân sự ở miền nam Israel, một phần của cuộc tấn công đẫm máu nhất vào nước này kể từ cuộc chiến tranh Ả Rập hồi 1973. Cái lực lượng hiếu chiến của Iran đã hậu thuẫn cho biết là có 50 người bị bắt giữ bởi các nhóm vũ trang khác ở cái vùng ven biển Palestine. Họ nói là hơn 20 con tin đã thiệt mạng trong cái cuộc không kích của Israel, nhưng mà không có bằng cớ, tức là họ chỉ kết án thôi. Bây giờ người ta đặt vấn đề là các lựa chọn của bên Israel sẽ gặp khó khăn như thế nào đây? Các lựa chọn của ông Netanyahu để quật lại nhóm Hamas chắc chắn sẽ bị cản trở bởi lo ngại cho sự an toàn của những người Israel đang bị bắt giữ. Ông Netanyahu thì đã thề sẽ trả thù mạnh mẽ, nhưng số phận của binh lính, người già, phụ nữ cũng như trẻ em Israel đã bị đưa vào Gaza, khiến cho cái cách Israel thực hiện lời hứa đó trở nên khó khăn. Ý nói là không có dám ném bom một cách là mạnh bạo, là vì có còn những người dân Do Thái ở trong đó, đàn bà, trẻ em, rồi các binh lính. Nỗ lực giải cứu tất cả những người mà Hamas cho biết hiện đang giam giữ ở các địa điểm khác nhau có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của họ. Đối với Netanyahu thì việc bảo đảm tự do cho con tin đi kèm với những ký ức cá nhân đau đớn là năm 1976, anh trai của ông đã bị giết khi giải cứu con tin tại sân bay Uganda, quý vị thấy không? Ngay cả anh trai của ông Netanyahu cũng là một sĩ quan đó, trong một cái chuyến mà giải cứu năm 1976 ở Uganda cũng đã phải hy sinh, quý vị thấy không? Một hành động mà ông Netanyahu cho rằng đã định hình cuộc sống tương lai của ông. Trung tá, lúc đó là trung tá Netanyahu đó, là dẫn đầu, tức là anh của ông ta đó, gồm 29 lính biệt kích xông một nhà ga để giải cứu người Israel và những người khác khỏi cái chuyến bay Air France mà ngày đó đã bị những không tặc Palestine và Đức chuyển hướng đến Uganda. Phát ngôn viên của lữ đoàn Qassam của Hamas, tức là của Hamas đó, là Abu Ubaidah, cho biết là Hamas đã thả hai công dân Mỹ vì lý do nhân đạo và để chứng minh rằng người dân Mỹ và thế giới thấy rằng những tuyên bố của ông Biden và chính quyền phát xít của ông ta là sai lầm và vô cớ. Israel đã tập trung xe tăng một quân đội gần biên giới Gaza để chuẩn bị cho một cuộc xâm lược trên bộ, đồng thời kêu gọi người Palestine phải di tản khỏi phía bắc Gaza, nơi mà Israel cho biết là Hamas đã ẩn náu trong những cái đường hầm ở đó. Cho nên cái điều này rất khó, các vị thấy không? Kêu gọi thì kêu gọi đó, nhưng mà có những người ta không đi được, và người ta bảo là đó cũng chật chội lắm, không biết đi đâu, bây giờ đóng cửa biên giới Ai Cập hết rồi, đó, có một vài con đường chính thôi mà bị, cho nên cũng không biết đi đâu. Và đó là chưa kể nó lực lượng Hamas nó trà trộn trong cái đám đông, nó không cho đi, cho nên cố tình dùng những cái đó làm một cái thương tổn, sẵn sàng dùng dân chúng chết là bình thường để gây áp lực, chứng tỏ là gì đó, Do Thái tàn ác đánh chúng tôi hay gì đó, hay là Do Thái bắt người dân đi, nhưng người dân vẫn bám trụ quyết chiến, đại khái như vậy. Cho nên là rất nhiều người bây giờ vô tội trong đó. Và ông Tổng thống Abbas đã nói rất rõ, câu đó rất là đúng. Ông nói lên này, Hamas không có đại diện cho nguyên cái chính quyền Palestine. Hamas chỉ là một nhóm nhỏ, thành ra chúng ta nên nhớ điều đó. Nhưng mà giờ ra ngoài thì nó cứ nói nó là đại diện cho Palestine để mà thế giới kết án. Cho nên rõ ràng cái nghiêng về kết án với Do Thái vì nó vẫn nặng hơn nhiều. Ngay cả trong dân Mỹ đó, các tiểu bang các vị thấy có vẻ cứ kết án, mà họ quên mất là cái ngày 7 tháng 10 đó, chính đám này nó còn tàn bạo hơn trong cái cuộc tấn công lần đầu đó, các vị nhớ không? Nhưng mà người ta dường như đã quên cái đó rồi.
người ta rất là mau quên, thưa quý vị.